Xin chào tất cả các bà con, cô bác, anh em và các bạn ha. Hôm nay Trương giới thiệu cho các bạn và hướng dẫn giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn cái cách đóng pin 36V của Hitachi ha, 1836. Đây là cái máy 36V Hitachi mình nhập về đây nha các bạn. Nó là DC36V ha. Đây, có rõ nha các bạn. Nhưng mà mình có máy này rồi, nhưng mà mình không có pin để mình thử hoặc mình test cho các bạn, để mình bán cho các bạn. Máy này là máy 36V không chở than ha, của Hitachi 36V. Nó là WH36DA. Đó các bạn xem kỹ đi ha. Đây là cây 36V mà mình không có pin để mình test. Cho nên hôm qua mình mới mua một cái bộ vỏ mạch ha. Vỏ mạch 36V nha các bạn. Vỏ mạch 36V như vậy. Có báo pin luôn ha, vỏ mạch 36V. Thì chung về chung đổ ra thì có bộ vỏ nè ha. Với lại trên đây là nó có tem, tem để dán vô vỏ. Và đây là những cái bộ đồ bát gài nha các bạn, bát gài rồi xo rồi các thứ ha. Đó, ốc rồi ác rồi ha, Trương đổ ra đây. Thì đầu tiên là Trương muốn cho các bạn biết là cái máy là có pin thì mới chạy được, và đồng thời là mua pin và mạch vỏ về đóng vô ha. Thì ở đây Trương xin giới thiệu các bạn là đây là pin 36V và cái mạch của nó đây ha. Trương sẽ cho các bạn chi tiết rất kỹ càng để các bạn chụp hình màn hình lại, để các bạn sau này các bạn gặp cho các bạn đóng ha. Ở đây Trương đóng là Trương đóng rồi, nhưng mà Trương sẽ rút ra và Trương sẽ ráp lại cho các bạn thấy ha. Thì đầu tiên á, Trương muốn hướng dẫn với các bạn cầm cái mạch lên các bạn để ý nè. Ở đây nó có chữ A trừ ha, A cộng, A trừ. Thì ở đây A trừ, A cộng nằm đây ha. A trừ nằm đây các bạn thấy không, A trừ các bạn để cục pin vậy. Các bạn ráp cái mạch lên nha, ráp mạch lên. Các bạn bắt ốc hoặc không bắt ốc cũng được ha, nó nằm vô cái khuôn thôi. Ốc nằm đây và ốc nằm đây, thì các bạn xem này, A trừ nè, A trừ ở góc này và A cộng ở góc này ha. Đó thì các bạn sẽ đi cái pin trừ là các bạn biết rồi, trừ đây ha. Đó, các bạn khoan hàng cái này nha, để từ từ Trương hướng dẫn cho các bạn đó. Đây là Trương hướng dẫn sẵn nè, hàng sẵn nè. Thì các bạn có thể chụp lại màn hình cách hàng như vậy. Cách hàng như vậy của A trừ này nha. A trừ, đây là A cộng. Sau đó là đến gì? Là B trừ và B cộng. B trừ đây và B cộng đây nha các bạn. Đó, thì chúng ta sắp theo cái kiểu là 10 cell của 18. Sắp theo kiểu 10 cell của 18 nha, nhưng mà theo chữ A trừ nha. Các bạn sẽ lấy A trừ là cái hàng trên này nha các bạn. A trừ hàng A, A trừ A1, A2, A1, A2, A3, A4, A là nằm hàng trên, B nằm hàng dưới. Đó, B nằm hàng dưới nha. Sau đó các bạn hàng giống như vậy. A trước nha. Sau đây qua đây là A nè, A1 nè. Và A2 qua đây là A3 qua đây. Và đây là A4. A4 hàng lên đây nha các bạn. Hàng lên A cộng nha. Đây là A nha. Mình Trương vừa mới dán cái này lại, Trương định nè. Định là không hướng dẫn, nhưng mà Trương sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn. Đó, sau đó hàng B dưới đây. Đây là B cộng, đây là B trừ cho các bạn. B trừ nó sẽ nằm dưới đây nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Kẽm nó đi đây nha. Kẽm nó đi đây lên nha, là cái kẽm pin nha. Kẽm pin nó sẽ đi lên đây. Ở đây B cộng, B trừ và đây là B cộng. Đó, đây là B trừ, đây là B cộng, nó nằm hai góc này. Và tiếp tục là B1, B2. Là các bạn nhìn nó trên cái mạch này nha. Đó. Tức là các bạn cứ chụp lại màn hình đi, hàng theo cách này. Đây các bạn nhìn kỹ nha. A trước, A trừ trước nè, dãy trên là A trừ nè. A trừ qua A1 nha, qua A1 nha. Đó, A1 xong qua A2, A2 xong qua A3, A3 xong qua A4 nha. Đó, A4 là như vậy nha các bạn. Bạn nhìn kỹ chưa, A4 là như vậy. Đó, sau các bạn hàng lại, hàng pin lại nha, hàng pin trước. Xong khi chúng ta hàng pin xong là chúng ta hàng B trừ cho tới B cộng, là nó sẽ liên can với nhau, là B cộng nằm bên đây, nó sẽ liên can với nhau nè ha. Đó, rồi chúng ta rút cái mạch ra. Sau khi chúng ta hàng, chúng ta rút cái mạch ra nha các bạn. Chúng ta rút cái mạch ra xong, chúng ta hàng A1
chúng ta có thể lựa hàng A là một loại dây cũng được nha các bạn, để cho nó khỏi bị nhầm. Hàng A chúng ta lựa loại một loại dây, như đây mình chương lựa một loại dây màu trắng nè, là hàng A nè. Hàng B chương lựa nè, màu đen, màu đỏ nè, màu xanh và màu vàng nè, để đi hàng B cho nó đỡ bị nhầm ha. Chúng ta có thể ở đây vì mình hơi lớn tuổi rồi các bạn, cho nên là cái dây này mình phải phân biệt ra, chứ để mình hàng nhầm nó sẽ không nhận sạc ha. Đó, sau đó là các bạn làm hết hàng chì hết mấy cái này ha, mấy cái sợi dây A1 tới A4 và B1 tới B4, rồi xong các bạn xong rồi nha, các bạn hàng xong rồi các bạn mới ốp lên đây. Đấy, sau khi các bạn hàng xong rồi nha, các bạn mới up lên đây. Up lên đây với hàng mấy hàng A trừ, A cộng, B trừ, B cộng. Hàng 4 cốc dừng lại nha. Chứ khoan hàng trước nha, hàng trước là ta không tháo được cho hàng mấy cái này nha. Đó, cho nên chúng ta up lên lại xong sau chúng ta thao tác chúng ta là bắt ốc. Bắt ốc vít vô, bắt ốc vít vô cho nó chắc nha. Các bạn đã hiểu được kịp chưa? Chưa thì chương xin review lại cho các bạn ha. Góc độ đầu tiên khi các bạn bỏ pin vào là các bạn sắp pin theo hình 18V từ A trừ A âm dương rồi âm sơn dương rồi tới âm là theo kiểu 18V. Nhưng khi chúng ta hàng là nó khác nhau, khác ở kiểu 18V nha các bạn. Đó, ở đây là Trương cũng mới hàng cái pin 36V lần đầu thôi. Đó, cũng mới làm thôi, nhưng ở đây nó có phân biệt ở trên cái mạch nha các bạn. Cái mạch nó gồm có A và B, A trừ và B trừ, rồi A cộng và B cộng. Đó, nó có dấu hết ha, nó có chữ hết ha. Thì chúng ta hàng theo cách này là 36 18 36 nha các bạn. Máy này là máy chạy 18 36 nha các bạn. Đây là máy Hitachi 18V 36V nè các bạn. Đó, nó là để là 36V Hitachi 36V. Thì khi mình hàng cái này xong mình sẽ cho các bạn biết là mình thay thử cho các bạn thấy là máy hoạt động luôn ha. Bây giờ bắt đầu xong xuôi rồi, các bạn xem kỹ nha. Rồi, A đây nha, rồi qua A đây nha, A cộng đây nha, là đây là Trương đã thấy rồi, Trương dán lại hết ha. Bây giờ tiến hành là bắt đầu mình hàng A1, A2, A3, A4 trước, xong mới tới hàng B nha các bạn. Hàng vô chỗ này ha, hàng vô mấy cái này tiếp điểm của hai cái pin nè ha. Rồi tiến hành mình hàng ha. Cái cách mà chúng ta hàng mà cho cái mối hàng nó không có bị xúc ra nha các bạn. Đây là các bạn, đây là có đèn rồi nha các bạn. Đó. Bây giờ mình hàng vô có đèn rồi đó. Đó, tức là chúng ta mài nhẹ một cái ha, ngay cái chỗ cái đó là nó sẽ không bị xúc ra ha. Rồi chúng ta cứ lần lượt hàng B1, A1, A2 trước ha các bạn. A1 và A2 nè. Còn cái dây, những cái dây màu này là dây B nha các bạn, để khỏi lầm lẫn ha. Là dây A1, A2 vô đây ha. Hàng chúng ta bắt đầu từ nè, A trừ nè, chúng ta qua đây A1 nè. Rồi qua đây A2 nè các bạn, ở đây A3 và đây A4 nha. Đây lưu ý chúng ta hàng kỹ ra. Thì sau khi chúng ta làm kỹ thì chúng ta khỏi mất công phải làm tới làm lui ha.
Rồi sau khi chúng ta hàng A1, A2, A3, A4 này màu trắng này các bạn, xong rồi ha. Bắt đầu chúng ta hàng tới B thì chúng ta muốn bắt đầu từ B trừ nha các bạn. B trừ ở đây. B trừ trước ha. Thì nó nằm ở đây, nó qua đây là B1 nha các bạn. Đây là B1 xuống đây ha. Đó, đây là B1. Cái tiếp tục vậy ha. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành hàng xong rồi ha. Từ A trừ nè ha. Ở đây là A1, ở đây A2, ở đây A3 và ở đây A4 nha các bạn. Xong tiếp tục B cũng vậy nha các bạn. B đó bắt đầu nguồn là từ B trừ nè. Góc nào là B trừ, góc này là B trừ nè. B trừ ha. Chúng ta hàng B1. Ở dưới, hàng dưới nha các bạn. B1. Rồi qua đây là B2. À, rồi qua đây là B3, qua đây là B4. Rồi các bạn có thể chụp màn hình lại đi các bạn. Rồi đây đây nữa. Cho các bạn làm mà cho nó được chính xác ha. Rồi các bạn lưu ý ha. Đó, cho nó chính xác vô. Rồi sau đó chúng ta dán miếng dán lên cũng được, không dán cũng được, để vậy cũng được ha. Ta dán lên thì nó đỡ phải ấy ha. Dán lên thì cho nó đỡ phải dơ pin hoặc là một pin. Rồi. Giờ chúng ta tiến hành ráp vỏ ha. Ráp vỏ thì các bạn cũng biết rồi. Chúng ta đưa vào những cái bát này đây ha. Cái bát này nó có những cái chấu đây ha. Chúng ta đưa vào đây thôi. Rồi chúng ta đưa vào đây là chúng ta ráp thôi ha. Ráp vỏ vô. À, chúng ta đưa ba cái bát vô đây, chúng ta ráp vỏ vô thôi ha. Rồi. Rồi sau khi chúng ta ráp cái ráp hai cái bát gài ha, bát gài của vỏ này vô ha. Đó. Ráp hai cái bát này vô. Thì chúng ta bắt đầu tiến hành là bỏ pin vô ha. Bây giờ chúng ta không khoan dán ra, chúng ta cứ để vậy ha, chúng ta thử à. Ráp pin vô ha. Chúng ta tiến hành ráp pin vô là đây, chúng ta bóp là nó có báo đèn nha các bạn. Đó, bóp là có báo đèn nha. Đó, bây giờ chừng gắn sơ vô thôi. Gắn sơ vô. Các bạn gắn vỏ, các bạn nên gắn sole cho nó vô gọn đó nha. Nhấn vô cho nó gọn đã, xong rồi bắt đầu chúng ta mới siết chắc ha. Rồi chúng ta xong một quả pin 36V rồi ha. Giờ chúng ta đục vô chúng ta thử nè. Rồi, test thử luôn. Đây nha các bạn. Đây nó có chỉnh lực đây nha. Đó. Có đèn luôn ha. Rồi coi như chúng ta đã hoàn thành. Rồi đây là đèn LED. Chỉnh ngay đây ha. Đèn LED nó chỉnh ở đây, tắt mở ở đây. Rồi. Và đây là chỉnh lực ha các bạn. Rồi, đây số 1. Đây là số 2. Rồi đây số 3. Rồi đây là và đèn báo pin. Rồi. Xong, coi như chúng ta đã xong một quả pin thì giờ tiến hành chúng ta dán. Dán cái miếng dán, những cái miếng dán này lên. Ha, dán cái pin này lên trên quả pin. Là coi như là chúng ta đã xong quả pin 36V của Hitachi. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip, cảm thấy hay thì ủng hộ cho mình, xin một like ha. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn lại clip sau ha.